Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Mitsubishi Jolly có năm sản xuất 2005, đăng ký lần đầu 2006, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng, mang biển kiểm soát 89A 02793. Hiện tại chiếc này đã có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe từ cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho bác được xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe rất là sáng bóng chạy xe các bác nhé. Một chiếc Jolly bản đủ đèn cột đốt treo turbo mắt xích, trang bị 4 bánh nan đúc sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ, một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhé. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ của em 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, Na Dương, Hải Phòng. Bên em là đơn vị chuyên cung cấp và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì cứ alo trực tiếp cho em. Một mẫu xe Jolly bản đủ tư nhân chính chủ, biển này biển Hưng Yên các bác nhé. Đèn cột lốp treo này, turbo mát sách, máy turbo thì nó là rất là tiết kiệm nguyên liệu các bác nhé. Hai cặp đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau. Sơn xi thì sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng các bác nhé. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, lốp dẹp rất là ok, la răng đúc 4 bánh. Và sau đây em sẽ tiến ra phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhé. Gầm bệ của nó này chắc lịch, gầm cao máy thoáng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy gia đình hoặc chạy công trường này, đường rừng quán ok các bác nhé. Gầm của nó rất là cao. Một mẫu xe Jolly, con này là bản đủ. Lốp treo các bác nhé. Còn đây là phần cốp sau xe này. Tất cả những cái máng nước này nguyên bản các bác nhé, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ, xe gia đình, mang biển kiểm soát ra Hưng Yên. Đèn của nó này rất là sáng bóng đều nhau luôn. Một đôi đèn cột đấy, coi xem lốp treo các bác nhé. Máy turbo rất là tiết kiệm nguyên liệu. Trần của nó là trần nỉ nguyên bản theo xe. Dàn điều hòa to, điều hòa của nó thì cực là mát các bác nhé. Phần ghế da đằng sau, hàng ghế thứ ba rất là bắt mắt luôn các bác nhé. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một chiếc Jolly bản đủ tư nhân chính chủ, biển Hưng Yên, một mẫu xe gia đình, giá cả rất là hợp lý, chỉ có 152 triệu đồng cho một chiếc Jolly bản đủ này. Máy turbo thì rất là tiết kiệm nguyên liệu các bác nhé, máy 2.0. Gương chiếu hậu này, đuôi gió đầy đủ, sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ, lốp dép của nó này, lốp dép của nó rất là ok các bác nhé. Còn cua lốp này không hề có hiện tượng mục mọt, tay lắm mở cửa nó được ốp inox mạ chrome.
Đây là hàng ghế giữa các bác nhé. Hàng ghế thứ hai này. Rất là đẹp. Bệ tì tay này. Ghế da sạch sẽ đẹp đẽ, không hề có dấu hiệu rách rưới chi. Bậc lên xuống đã được Opilock mạ chrome. Ốc bản lề. Cam kết các bạn là không đâm xô, không tai lạn, không ngập nước. Đấy, cột kèo zin. Cột kèo zin nguyên bản các bác nhé. Mới hàn chập điện này. Và đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đang đằng sau bên phụ các bác nhé. Đấy, vẫn còn lớp lỉ đây. Đấy, lớp lỉ tuyết rất là đẹp. Âm thanh vũ trường cực hay. Tất cả những cái khung cánh cửa này rất là ok. Phần keo chỉ, keo chỉ zin các bác nhé, keo chỉ zin. Đó, keo chỉ zin. Một chiếc Jolly bản đủ, tư nhân chính chủ biển Hưng Yên, với giá tiền là 152 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Táp lô của nó này. Màn hình cam lùi đầy đủ. Quả số phanh tay. Ghế da đằng trước. Bật lên xuống. Tất cả những cái cột kèo. Cột kèo zin. Đây này. Đấy các bác xem. Không hề mất đến một cái đinh nào. Còn đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng trước bên phụ. Phần khung cánh cửa. Phần keo chỉ. Đấy coi xem, keo chỉ zin. Trong buổi chiều ngày hôm nay là ngày chủ nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2020, ô tô cũ Đoàn Nghị vừa cập bến một chiếc xe Mitsubishi Jolly bản đủ đèn cột đốp treo Turbo Matrix, mang tên tư nhân biển Hưng Yên, xe gia đình không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Trước này bên em đang chào bán với giá là 152 triệu đồng cho một chiếc Jolly bản đủ. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy công trường hoặc chạy đường rừng rất là ok các bác nhé. Đấy, một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi. Máy turbo thì nó là rất là tiết kiệm nguyên liệu các bác nhé. Tích hợp xi nhan bên sườn. Đấy, sơn si đẹp đẽ, la răng đúc 4 bánh. Dàn nốt này rất là đẹp. Tay lắm mở cửa đã được Opilock mạ chrome. Còn đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái. Phần bật lên xuống. Phần keo chỉ. Keo chỉ zin, chốt khóa trẻ em này các bác này. Khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhé. Rất đẹp cho một chiếc Jolly. Đây này, phần đinh bấm răng giật các bác nhé. Cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn, mối hàn chập điện này. Nó nguyên bản luôn.
cột kèo đầu đít keo chỉ zin. Nội thất sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Còn đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái. Bảng tổng của kính chỉnh điện. Đấy, lớp lỉ của nó vẫn còn lớp tuyết này các bác này. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Phần keo chỉ. Keo chỉ zin nguyên bản. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt chi các bác này. Không phải là. Mặc lên xuống. Tem mác theo người ấy sản xuất. Cột kèo. Cột kèo zin nguyên bản. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng là bô lăng 4 chấu. Sau đây em sẽ đổ máy lên. Và sau đây em sẽ để lổ máy lên cho các bác xem này. Vâng, máy đã lổ các bác nhé. Máy lổ rất là êm. Phần xi nhan này hoạt động rất là trơn tru. Phun nước gạt mưa. Đó. Màn hình này. Màn hình cam nùi đầy đủ, LED như Sony. Trần của nó này, trần lỉ rất là đẹp các bác nhá. Em đóng điều hòa này. Đó, điều hòa của nó này. Rất là mát luôn. Đấy, vùng điều hòa phía sau này. Điều hòa to các bác nhá. Điều hòa to, máy to. Một chiếc Jolly bản đủ. Turbo mát sách. Máy turbo của nó rất là tiết kiệm nguyên liệu. Gương chỉnh điện. Đấy, rất là ok. Phần chắn nắng này. Gương chiếu hậu này. Chắn nắng hai bên đầy đủ. Táp lô của nó rất là đẹp các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Jolly. Máy móc này lổ rất là êm các bác nhé. Máy khô ráo trong xe. Máy turbo rất là ok, tiết kiệm nguyên liệu. Dòng này thì đi cực là lành luôn các bác nhé. Gầm cao máy thoáng. Tất cả những cái định bấm giảm dần này. Đấy, vẫn còn lớp lỉ nha. Lớp lỉ nguyên bản cho xe các bác nhé. Đấy, máy
đâm móc này vẫn đang lổ các bác nhé. Phần lắp cabo này đấy, tổng quan của lắp cabo keo chỉ, keo chỉ zin các bác nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Mitsubishi Jolly bản đủ đèn cột đốp treo turbo Maxxex. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 152 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì cứ alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.